Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Ethereum, Ethereum và Ethereum Ngay bây giờ là 12 giờ lẻ 7 phút sáng Ngày 6 tháng 9, 2023 Giá của Ethereum cũng giống như Bitcoin Thì đang được đóng băng okay. Cái thời điểm nó đang đi ngang như vậy Nó cũng giống như ở đây Và cũng giống như cái đợt vừa rồi là đóng băng ở đây Thì rõ ràng bạn cũng đã biết Cái thời gian nó đóng băng Thẻ rất là nhiều ngang và xuống thì rất là nhiều, xuống sơ sơ thôi, rất là nhiều. Nhưng lúc mà nó bay bổng, ngay bay bổng lên hoặc sập thì rất là nhanh. Và cũng giống như tất cả những cái video vừa rồi mình chia sẻ, nó không khác biệt cho máy thì mình đang nằm trong cái sóng cuối cùng là sóng số 5. Sóng nhỏ 1 2 3 4 5 và đó là từ 4 tới 5, ok. Nó phải kết thúc, nhà xác suất nó phải kết thúc đắp cánh ở cái vùng này. Ok một ngàn rưỡi bốn cũng giống như một ngàn bốn một ngàn là xuất sắc rất là nhiều và đây là những cái gọi là những cái kháng cự trực tiếp cho nó ngay bây giờ ok nếu bạn thấy bậc bên nó đi xuống thì đây là gọi là những cái tín hiệu đầu tiên cho bạn biết là nó nó đang trong cái à, trải nghiệm xuống cái con đường này cái okay? đây cái à, cái này có thể là cái đáy vừa rồi của nó bạn có thể thấy là đâu khoảng cỡ một à, à, cho là một ngàn nghe một ngàn sáu chừng nào mà nó cắn cái này nữa ok cắn cái đáy vừa rồi của nó thì bạn biết nha à, có thể là nó và nó có thể rớt ra cái hình tam cái hình cái hình tam giác cái okay, ngay bây giờ nó đang uh, gọi là có thể tạo gọi là một cái hình tam giác ngay bây giờ các okay. bập bên giữ cái hình tam giác này thôi cái okay, hình tam giác màu đen nè okay. mình có thể đổi cái màu hình tam giác thành một cái màu khác để cho bạn có thể màu vàng luôn này hả huh? thì dễ coi cái okay, màu vàng những cái giờ tới đây thì xác suất vẫn vậy Sống năm sẽ được tạo ra Sống số so... 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 so năm nhưng cái quan trọng cũng giống như, như nếu bạn đã coi cái video Bitcoin thì chắc chắn bạn hiểu rõ 1000% là sau khi sóng số 5 xảy ra. Đó là một cái đó mới là thời điểm quan trọng. Ok, sau xong sau, sau khi sóng số 5 kết thúc là cái vùng ở đây. Thì là mình sẽ có ba cái sóng đi lên hoặc năm cái sóng đi lên. Năm sóng đi lên thì tốt, còn ba sóng đi lên á thì nó sẽ sập nữa và nó sẽ đập khánh ở khoảng 1 1200 và 1300. Ok thì mình chia sẻ cho bạn trước luôn đây là mình vẽ luôn cho bạn 1, 2, 3 là nó sẽ xuống nữa nha còn mà nó lên 1, 2, 3, 4, 5 ok thì chỗ này là cái chỗ đầu tiên mình nói là cái đáy vừa rồi của nó là đáy và cái vùng 1, 2, 3 là cái vùng mà gọi là nó sẽ quay lại và cái vùng này là cái vùng mình coi là vô hàng nha để mình lên mình chốt đơn okay. 5 sóng đi lên thì ok, 3 sóng đi lên là còn xuống nữa, có nghĩa là mình sẽ mua rẻ hơn. Dài hạn thì nó rất là tốt, nhưng ngắn hạn thì đây là cái trường hợp nghe cho những cái cái đợt, những cái ngày và những cái tuần tới đây. Ok, nếu mà chỉ có 3 thấy 3 sóng đi lên thôi thì chỗ này bạn có cho những người ba nếu mà thấy ba bán sóng đi lên thôi rồi bắt đầu nó gọi là bập bên đi xuống lại thì chỗ này là mình có thể short nha ok để đánh những cái lệnh short xuống cái cái vùng này cẩn thận cho những người nào chơi future thì mình nhớ là một cái phần trăm nào nhỏ nhỏ thôi nha, số lượng nhiều thì mình phải chơi spot chứ không được chơi future. Phần châm nhỏ nhỏ thôi. Nếu à, ngay bây giờ mà nó cắn cái 1645. Ok, à, để nói luôn một lần nữa là nếu nó nằm ở dưới 1665 thì xác suất là xuống xuống và xuống. Ngay bây giờ nếu nó cắn lên được 1665. Ok, xác suất là vẫn là quay đầu đi xuống nha, vẫn là quay đầu đi xuống. À, ngoại trừ nghe nó lên đâu tới cái cái uh, 1007 1725 1008 ok 1850 uh, ok thì cái trend đây là cái tín hiệu đầu tiên là cái trend thay đổi từ xuống đổi thành lên là 1725 vẫn vậy cái vành cam này ok vành cam này có thể dưới cái vành cam một chút xíu à, nhưng cái chuyện đó là khó hơn hơn là xuống xuống và xuống xác suất là xuống nhiều hơn lên mình với về lại văn phòng, cái okay, thì mình sẽ cập nhật bitcoin, ethereum và những cái đồng altcoin cho bạn. Ok, cái số nhiều là nó đang đóng băng, nha. À, nhớ là đóng băng không phải là mình bỏ bỏ mình gọi là mình bỏ quên đó, mình không nhầm ngó tới nó. bởi vì lúc nó bay thì nó bay rất nhanh và nó sập thì cũng sập rất nhanh. Nếu nó nó sập thì cơ hội nghe để mua rẻ, còn nó bay thì cơ hội để chốt đơn, ok. thì um, bởi vì vậy nghe um, Giống với thị trường này mình phải mang giày cao gót để chuyên gì xảy ra một cái là mình nhảy liền nha chứ mình không gọi là mình không mang giày sandal nha. Nó gọi là quá comfortable có nghĩa là nó quá nó quá thoải mái. Ok, đừng có lúc nào mình cũng phải cả tạo cho mình một cái áp suất hết đó. Gọi là tạo cho gọi là một cái lúc nào mình cũng phải theo đuổi hết nếu mình đã theo đuổi. Ok. Còn mà bỏ lỡ một cái là nếu nó đi một cái nó đi một 1000 2000 ngàn, ngàn, cũng giống như cái đợt vừa rồi Bitcoin lên bao nhiêu. 2.000 chỉ qua mấy tiếng đồng hồ. Ok à, vậy thôi. À, nếu bạn tìm những cái video này đầy đầy giá trị thì nhớ là ấn cái chữ thích giúp mình. Nhẹ ấn chữ thích giúp mình để sau khi mình mở cái này lên trên YouTube thì nó sẽ lan tỏa, nha. lan tỏa cho những người nào cần những thông tin như vậy. Ok vậy thôi. Cảm ơn mọi người.